với nhiều loại hình yoga phong phú và đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Padma Yoga and Therapy hướng tới những giá trị về sức khỏe và tinh thần cho người tập qua hình thức yoga trị liệu, một phương pháp hỗ trợ điều trị một số các hội chứng, bệnh lý, đặc biệt là các hội chứng về cơ xương khớp. Bên cạnh đó, cốt lõi của Padma Yoga là đào tạo huấn luyện viên nhằm lan tỏa hơn nữa giá trị của yoga tới nhiều người ở nhiều độ tuổi hiện nay. Trong quá trình đào tạo về bộ môn yoga, học viên được học tập và nghiên cứu về các phương pháp tập luyện yoga, được rèn luyện các kỹ năng đứng lớp và được trang bị các kiến thức y tế, y học thể thao từ các chuyên gia đầu ngành, giúp học viên hiểu được giá trị cốt lõi của bộ môn yoga với đời sống con người và những kỹ năng, phương pháp trong quá trình học tập, đồng thời giúp cho học viên hội đủ các giá trị toàn diện nhất. Bên cạnh đó, sau quá trình hoàn thành khóa học, Padma Yoga and Therapy định hướng công việc và nghề nghiệp, hỗ trợ về việc làm cho các học viên. Theo đó, Padma Yoga and Therapy ngày một đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của các đối tượng người tập yoga cũng như các bạn trẻ đam mê và yêu thích bộ môn này.